huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ cho đội tuyển Việt Nam chơi tấn công, rực lửa. Trong khoảng thời gian thành công cùng câu lạc bộ Gyeongbuk, huấn luyện viên Kim Sang-sik từng nổi tiếng với phong cách tấn công phóng khoáng và rất nhiệt huyết. Sự kiện huấn luyện viên Kim Sang-sik trở thành tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm của NHM trong thời gian vừa qua. Nhiều người đang đặt ra câu hỏi liệu rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ cho đội tuyển Việt Nam triển khai theo một lối chơi nào và triết lý của ông ra sao. Được biết, trong khoảng thời gian thành công nhất với câu lạc bộ Gyeongbuk, huấn luyện viên Kim Sang-sik nổi tiếng với lối chơi tấn công rực lửa, điều được ông nhấn mạnh sẽ thay đổi khi mới nhậm chức tại câu lạc bộ Gyeongbuk. Đặc biệt hơn, khả năng quản trị, gắn kết các cầu thủ trong phòng thay đồ của huấn luyện viên Kim cũng được ca ngợi. Vào tháng 12 năm 2021, thời điểm huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa vô địch K-League, tờ Yonhap News từng có bài viết miêu tả về huấn luyện viên Kim Sang-sik như sau. Khi huấn luyện viên Kim nhậm chức huấn luyện viên thứ 6 của Gyeongbuk vào tháng 12 năm 2020, ông đã tuyên bố, tôi sẽ chơi thứ bóng đá sôi động với phong cách tấn công rực lửa. Ông muốn nâng cấp bóng đá của câu lạc bộ Gyeongbuk, vốn được định nghĩa bằng thuật ngữ, im lặng và tấn công, thành một thứ bóng đá tấn công năng nổ hơn. Dù không thể giữ lời hứa ghi 2 bàn trên trận, nhưng lối đá của Gyeongbuk mùa này, mùa giải K-League 2021, thực sự rất quyết liệt. Ngay cả trong giai đoạn khủng hoảng vào tháng 4 và tháng 5, khi đội bóng này phải vật lộn với 7 trận không thắng 4 hòa, 3 thua, bóng đá Gyeongbuk vẫn không mất đi màu sắc rực lửa của mình. Huấn luyện viên Kim đã vượt qua khủng hoảng bằng mối quan hệ đặc biệt với các cầu thủ của mình. Anh là người được coi là có khiếu hài hước, là người pha trò ở câu lạc bộ Gyeongbuk kể từ những ngày anh còn là cầu thủ đàn anh. Sau khi trở thành huấn luyện viên, anh trên sân tập trở nên khắt khe hơn trước nhưng ngoài sân tập, anh được cho là vẫn thân thiện với đàn em như trước. Một quan chức của câu lạc bộ cho biết, huấn luyện viên Kim biết cách lay động trái tim các cầu thủ, đồng thời duy trì tính kỷ luật cần thiết để dẫn dắt đội bóng. Ông nói thêm, các cầu thủ cảm thấy huấn luyện viên Kim là người anh cả thực sự trong đội. Theo tìm hiểu, tại K-League 2021, để triển khai phong cách chơi tấn công rực lửa của mình, huấn luyện viên Kim Sang-sik thường tung ra sân đội hình với 4 hậu vệ, và sơ đồ 4-2-3-1 được sử dụng nhiều nhất với 17 trên 38 trận đấu. Theo sau đó là 2 sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-1-4-1, lần lượt 6 và 8 trận. Đôi khi để phù hợp và thử nghiệm, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đổi sang sơ đồ 4-3-3. Mùa giải năm đó, Gyeongbuk cũng là đội ghi bàn nhiều nhất giải đấu với 71 bàn thắng, trung bình 1.9 bàn trên trận, mỗi trận trung bình 5 cú sút trúng đích. Đây là thông số cho thấy cách chơi tấn công của huấn luyện viên Kim Sang-sik, khi đó hiệu quả ra sao. Nếu huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn giữ nguyên triết lý này và áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 lên đội tuyển Việt Nam, đây có thể là những lựa chọn tốt nhất của ông. Từ những cơ sở dữ liệu này, huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn toàn có thể cho đội tuyển Việt Nam chơi với thứ bóng đá tấn công rực lửa, và NHM rất mong chờ công có thể phát huy khả năng quản trị phòng thay đồ của mình. Đặc biệt, khi nhậm chức với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng muốn ông có thể trở thành một người anh trai của các cầu thủ, tương tự như việc huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành papa của các học trò.